tổng trọng lượng vàng nguyên khối sau khi hoàn tất cho cái điện thoại iPhone 13 Pro Max 1T này là tương đương 4 lượng rưỡi vàng nguyên khối Au 750 18K và đính kim cương lên như thế này hết là tương đương tầm 850 viên. Đính lên viền vành con mắt camera, đính lên logo, đính lên tên. Cái khay SIM này không đã là tương đương 5 phân vàng, tức là nửa chỉ vàng đó. Mình có thể là đính mặt sau này là full vàng nguyên khối nhưng mà bóng hoặc là nhám. Thì bóng thì mình nhìn sẽ bóng bẫy, nhưng mà khi mình sử dụng á, thì nó sẽ có vân tay và nó dễ chày. Chị Lăng muốn điểm nhấn là hình con ngựa để thể hiện cho cái sự mã đấu thành công. Và Kỳ Lăng đã cho bóng rồi thì Kỳ Lăng phải làm một cái nền nó nhám để tôn lên cái hình con ngựa rất là rõ và nó rất là sáng bóng.